Dạ, Hoa Hồng Đen xin chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh Hoa Hồng Đen. Đây là bé mèo chủ nó mới đem ra bán á. Khi mà bỏ cái ông bán mèo ổng bỏ nó ra khỏi bao á thì nó giáo giác, nó muốn đi ra ngoài á mọi người. Tội nghiệp ghê không? Chủ nó bỏ bao á, một người phụ nữ mới vừa bỏ bao đem nó ra đây bán nè. Thì giữa lúc cũng đúng lúc là Hoa Hồng Đen đang ngồi đây nè. Đó, khi ổng bỏ nó ra khỏi bao á, nó kiếm đường ra đó, tội nghiệp ghê không? Nó đang kiếm đường ra đó. Một bé mèo rất là đẹp luôn á mọi người. Bán đâu có được bao nhiêu tiền đâu trời. Mèo, mèo, mèo. Thấy không? Con sợ hả? Sợ hả? Sợ mèo. Nó đang hoảng loạn á mọi người. Mèo. Rồi dâu á, dâu á, ơi không dữ vậy, hai hai chương chương mà có mặt rồi, dâu trời ơi u nu vậy nè, mà nó ăn thịt thế nào lại nó cũng chỉ ngay mày à con, nó chỉ ngay mày là cái chắc luôn, tại vì mày mập à, nó mà ăn thịt là nó lại nó lựa thằng nào mập nó bắt trước là nó lựa mày chắc luôn rồi con. Mập ù à, ú ù à. À đó, nó ăn thịt là nó lại nó chỉ mày trước, nó chỉ ngay cái mặt bánh ú bánh bao rồi nè, đó cái mặt này nè là lại nó chỉ trước nè. Trương á, Trương con ha, cái gì vậy, làm sao, làm sao, làm sao hả? Rồi Trương, Trương ha, trời ơi nó lại nó ăn thịt là nó chỉ cái mặt mập này nè, nó chỉ mặt mập này nó bắt trước nè. Nó chỉ cái mặt này trước tiên nè, nó chỉ cái mặt này nè. Nó chỉ cái mặt này nè, nó làm thịt nè. Hả? Hả? Hay. Đây, meo 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 meo. Quen biết gì đâu mà vuốt da hả? Quen biết gì đâu mà vuốt da. Ở đó quýnh lộn rồi, quýnh lộn rồi. Thôi, quýnh lộn. Anh em chơi vậy không có bền con. Meo, meo, meo. Đừng sợ nha, đừng sợ cái mặt, cái mặt anh mắc sợ rồi. Đừng sợ nha con, đừng sợ nha. À, đừng có sợ, đừng sợ, đừng có sợ. Meo, 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 meo. Ngoan ghê á. Đây. Đây 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 đây. Meo. Meo 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 meo. Nó sợ. À, đừng bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi con. Giày dép còn có số mà, không chi là mình. À, con mèo đẹp gì mà đem ra bán nè. Meo 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 meo. Con màu lông nó đẹp ghê á, vàng ươm à. Mà bà nội này cục đuôi nữa nè. Meo. Gì vậy? Gì sao lại mày đưa đít vô mặt hoài vậy hả? Đây nè, ở đây con đừng sợ nha, nó đang sợ đó mọi người đó. Giày dép còn có số mà con hả? Ê mập nè, đó nó đi lại nó ăn thịt đó là nó giờ mấy cái mặt mập này nó bắt trước nè đó. Khổ quá. À, đứa nào nay đẹp ngủ nữa kìa. À, ngây thơ ghê không? Sắp chết rồi mà còn ngủ mày hả? À, trời ơi nó bắt cái gì cái mặt chạy hết trơn. Sợ không? Thấy sợ thiệt luôn. Chủ ôm ra đây bán luôn hay thiệt. Đàn bà gì nhẫn tâm. Ơi lòng dạ đàn bà. Đàn bà là những niềm đau.
Quả Hồng Đen xin chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh Quả Hồng Đen. Nói chung thì Quả Hồng Đen cũng không biết nói gì hơn. Trong lúc này thì các bé ở đây rất là tội nghiệp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, trong thời gian mà Quả Hồng Đen đang ngồi đây có một bé mèo quá mọi người. Cái chị đó chỉ là chủ á, chị chở ra đây, chị bán xong chị lấy tiền xong chị lạnh lùng chị quay xe đây. Thấy Quả Hồng Đen nhìn thấy cái tình huống đó đó, tự nhiên cái con người của mình nó trở nên nó nhạt nhẽo lắm rồi mọi người. Trong khi đó đó, rõ ràng mình biết là mình đang đưa một cái con vật vào chỗ chết, mình lấy chẳng có bao nhiêu tiền hết. Quả Hồng Đen không hiểu sao á, có những người lại giống như là không có chút chạnh lòng nào khi mà chở con mèo ra quán nhậu để bán nó. Thì thật sự là mà nói á, thì ở đây á, thì ngày nào cũng có hết trơn á. Thì Quả Hồng Đen biết chắc chắn rằng á, sẽ không bao giờ mà cứu hết được. Có khi á, Quả Hồng Đen quay lên các bé được cứu, và cũng có khi á, quay lên rồi á, chiều ra chết sạch hết, không có đứa nào được cứu hết. Có những lúc Quả Hồng Đen buông bỏ quay, Quả Hồng Đen không quay nữa. Nhưng mà mình suy nghĩ vậy nè quý vị, ở đây á, là cái nơi cuối cùng của các bé. Quả Hồng Đen là cái, phải nói là một cái nguồn hy vọng cuối cùng. Thay vì Quả Hồng Đen quay lên, có khi các bé được cứu, có khi không. Thì đó là tùy duyên thôi. Tại vì á, Quả Hồng Đen biết thì thời buổi bây giờ đang khó khăn, mà kinh tế nó đang khó khăn thì ai cũng chật vật trong cuộc sống. Cho nên là cái việc mà để mà cung cấp cái nguồn tiền để cứu tụi nó mỗi ngày gì cũng thật sự là bạn phải nói là nó rất là hy hữu. Tại vì ai cũng có cuộc sống hết trơn á. Ngoài cứu chuột như thế này, Mạnh Thường Quân còn phải hỗ trợ tiền thức ăn, tiền gạo cho các trạm nữa. Cho nên là Quả Hồng Đen hiểu cái điều đó. Nên là Quả Hồng Đen chỉ hy vọng là những cái tin tức của mình đưa lên, ví dụ giờ có ai đó có lòng hảo tâm mà cứu được bé để cho bé có cái sự sống, ví dụ được đứa nào thì hay đứa đó. Bây giờ cái người nào không phải chạm cũng không phải có tên, người ta có thể mua một hai bé về người ta nuôi cũng được, theo khả năng của người ta thì cũng gọi là giúp bé. Cho nên là Quả Hồng Đen mới kiên trì ra đây quay. Thì ngày hôm nay ngồi ở đây chứng kiến những cái cảnh như thế này, các bé thiều tay Quả Hồng Đen mọi người, rồi xong xuôi rồi cái có bé thì chủ vừa chở ra bán, mình ngồi đây mình chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Thì nói chung thì Quả Hồng Đen cũng không biết làm gì hơn trong cái giây phút này. Thì thật sự mà nói thì Quả Hồng Đen bữa ngày hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối tuần, thì chiều nay là sau 5 giờ chiều thì thợ hồ mà người ta đổ về á, người ta đi làm về đó, thì các bé ở đây nè quý vị chết sạch hết, không còn bé nào hết đó. Thì thật sự mà nói á, khi mà mình ra đây mình quay á, cái tâm tư của mình nó cũng lẫn lộn lắm anh chị. Có khi cứu được á thì mình vui, còn cứu không được á thì mình cảm thấy giống như là đôi lúc mình hay cảm thấy mình có lỗi với tụi nó. Tại vì á, mình là con người, mình có thể xoay sở được đó, nhưng mà mình giống bất lực, mình không cứu nó được. Còn nó là con vật mà nó đâu biết kêu cứu đâu, mà nó cũng đâu có thể làm gì hơn trong cái giờ phút này nó đang ở trong lòng này đó. Cho nên ngày hôm
Dạ, qua hôm nay xin chào cả nhà mình. Đây là các bé mèo ngoài tiểu hổ nè, cứu về nè. Tới cuối giờ thì qua hồng đen được anh Tuấn Nguyễn ở Mỹ với lại chị Mỹ Lệ đó, vợ chồng anh Tuấn Nguyễn hỗ trợ 200 đô với lại chị Minh Hiếu hỗ trợ 1,2 triệu cho các bé. Thì qua hồng đen cảm ơn vợ chồng anh Tuấn với chị Mỹ Lệ với lại chị Minh Hiếu đã tiếp sức cho qua hồng đen để qua hồng đen lấy lại cái tiền của mình bỏ ra đi cứu các bé. Để còn cái phần còn lại qua hồng đen cứu tất cả các bé là 5 triệu, thì có nghĩa là dư 1,2 triệu của chị Minh Hiếu, thì qua hồng đen sẽ lấy mua thức ăn cho các bé mèo tẩm bổ. Mở ra chị, tại vì mấy bé này thường thường về là phải tẩm bổ á. Cơm đi vô nữa trời. Nó về nhát không ăn. Con nào nó ăn được là con nó khỏe. Con này nó chẳng lên không? Mấy mèo con em nè. Rồi. Rồi, đất ơi nó quậy. Eo. Đi ra. Để chừng nào ra